tại sao Man United chọn Ten Hag thay vì Pochettino. Man United từng nâng lên hạ xuống giữa Erik ten Hag và Mauricio Pochettino cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng trước khi lựa chọn chấm cái tên đầu tiên. Ban đầu, Pochettino được đánh giá có lợi thế hơn bởi vị chiến lược gia này đã có kinh nghiệm dày dạn ở ngoại hạng Anh sau quãng thời gian dẫn dắt Southampton và Tottenham. Trong khi đó, Ten Hag lại ẩn chứa sự kỳ bí khi ông đã có nhiều năm biến Ajax thành một thế lực không thể xem nhẹ tại châu Âu. Và rồi, chỉ mất một vòng phỏng vấn chính thức, Ten Hag đã trở thành ứng viên hàng đầu của Man United. Ông gây ấn tượng mạnh với giám đốc thể thao John Murtough và giám đốc kỹ thuật Darren Fletcher về tầm nhìn cũng như kế hoạch đưa quỷ đỏ trở lại, nơi vốn thuộc về. Hai sếp của Man United bị Ten Hag đánh gục hoàn toàn bởi đam mê, nguồn năng lượng cùng sự nhiệt huyết của ông. Dẫu cho phía trước chiến lược gia người Hà Lan là núi thử thách cực đại, Ten Hag nêu rõ ngoài phương diện chuyên môn, các lĩnh vực, phòng ban khác của Man United cũng cần đổi mới. Tuần này, hai người đứng đầu hệ thống tuyển trạch của Man United là Marcel Bao và Jim Lawler sẽ lần lượt rời câu lạc bộ vào cuối mùa này sau 8 và 16 năm cống hiến. Một số nguồn tin cho biết những quyết định trên không thuộc về Ten Hag, song đó được coi là phát súng đầu tiên cho một mùa hè bận rộn trong công cuộc tái cấu trúc và xây dựng lại hoàn toàn Man United. Trước khi mua chính thức bổ nhiệm Ten Hag, báo chí Anh tiết lộ các cầu thủ quỷ đỏ thích Pochettino hơn, tin rằng họ có thể phát triển mạnh dưới thời cựu thuyền trưởng Spurs. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU xác định Ten Hag đủ tâm và tầm trong giai đoạn tái thiết tiếp theo của câu lạc bộ. Richard Arnold, tân giám đốc điều hành của Quỷ Đỏ, đã gặp Ten Hag sau buổi phỏng vấn chính thức. Ten Hag được xem là ứng viên phù hợp nhất với bản sắc và chiến lược của câu lạc bộ. Đồng thời, cam kết của ông trong việc cải thiện lẫn phát triển cầu thủ trẻ cũng được đánh giá là điểm cộng lớn. Ở Ten Hag cũng sở hữu phong cách tấn công hấp dẫn và cống hiến, điều mà MU luôn theo đuổi. Chiến lược gia 52 tuổi ngưỡng mộ Pep Guardiola thừa nhận huấn luyện viên trưởng của Man City có ảnh hưởng đến triết lý bóng đá của ông. Với Pochettino, sau một năm rưỡi nắm quyền ở PSG, nhà cầm quân này ít nhiều đã mất điểm khi không thể đưa đội bóng này lên tầm cao mới. Bất chấp sở hữu toàn sao bự trong đội hình, PSG dưới thời Pochettino vẫn là một mớ hỗn độn, chưa mang phong cách, triết lý rõ ràng và đây cũng là một trong những yếu tố khiến MU lo ngại. Thêm nữa, Man United chỉ phải trả 1,5 triệu bảng đền bù cho Ajax để đón Ten Hag, trong khi con số này với Pochettino chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều. Sau 5 năm dẫn dắt Ajax, Ten Hag đã nâng tầm đội bóng này một cách rõ rệt, đó là điều mà bất kỳ ai cũng thấy rõ. MU đang chơi một canh bạc với Ten Hag. Họ muốn thấy huấn luyện viên người Hà Lan cải thiện MU như những gì đã làm với Ajax. Dĩ nhiên, hai môi trường, hai vị thế của hai câu lạc bộ hoàn toàn khác nhau, nhưng với quyết tâm cao độ, Ten Hag đã thuyết phục được ban lãnh đạo MU. Sự kỳ vọng dành cho Ten Hag hiển nhiên vô cùng lớn và hy vọng lần này Man United sẽ chọn đúng người. Mùa giải 2021-2022 đã là mùa giải bước đi với MU. Giờ là lúc hướng về mùa giải mới với Ten Hag trên băng ghế huấn luyện viên trưởng.